Các biên tập xin được chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến kênh tin tức mới. Kính chúc quý vị có những giây phút thật tuyệt vời và bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức mới. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Mai Phương trí tài lần lượt về báo mộng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân từng sởn ra gà báo ngay cho nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Sau khi qua đời, Mai Phương và Chí Tài nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của người thân và bạn bè. Những lời nhắn nhủ của cả hai được chia sẻ với khán giả không ít lần gây xôn xao. Năm 2020 là một năm đặc biệt với showbiz Việt. Dịch bệnh hoành hành khiến nhiều dự án công việc bị đình trệ. Bên cạnh đó, sự ra đi liên tiếp của các nghệ sĩ để lại mất mát lớn với làng giải trí. Đầu năm, Mai Phương qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Đến cuối năm, dư luận lại bàng hoàng nhận tin Chí Tài đột quỵ. Cũng một năm dài trôi qua, Mai Phương vừa hết sổ đầu, trí tài qua 100 ngày mất. Nhưng những câu chuyện về hai nghệ sĩ vẫn khiến khán giả xúc động. Mới đây, bà xã của nghệ sĩ trí tài chia sẻ về giấc mơ đặc biệt của mình. Trong mơ cô gặp được ông xã, kể lại với một người bạn, bà xã Chí tài cho biết. Đêm qua chị nằm mơ thấy anh về hát bài hát nói chia tay với chị. Lúc thức dậy, giọt nước mắt vẫn còn lăn trên mi mắt. Dù vương vấn nỗi buồn nhưng ca sĩ Phương Loan cho rằng ông xã đang muốn nhắn nhủ đến mình những điều tích cực. Chắc linh hồn anh được về nhà chúa rồi nên anh đến để nói với chị bé heo biết. Biết được chuyện này, nhiều fan cảm thấy an tâm vì bà xã trí tài đã dần tìm được niềm vui trong cuộc sống, có thể nguôi ngoai phần nào sự mất mát. Trước đó, diễn viên Mai Phương cũng tưởng nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của bạn bè người thân. Quản lý cũ của cô cho biết, đúng dịp sinh nhật lần thứ 36 của Mai Phương, một người bạn đã báo tin gặp cô trong mơ. Theo đó, cố diễn viên nhờ người chuyển lời đến quản lý cũ rằng những gì anh đã gửi cho mình đều đã nhận đủ. Mai Phương mong người em thân thiết yên tâm, bớt lo lắng về mình. Ca sĩ Ngọc Châu, bạn thân của Mai Phương từng tiết lộ về giấc mơ kỳ lạ sau một tháng cô qua đời, anh tâm sự: "Đêm qua đúng một tháng xa em, lần đầu tiên anh gặp lại em trong cơn mơ. Anh còn không kịp nói gì với em, chỉ kịp nhìn thấy em cầm đóa hoa trắng mỉm cười và gọi: "Anh Châu, anh Châu." Rồi cứ nhòa dần. Vậy là anh cũng vui vì ít nhất còn được nhìn thấy em vui cười như vậy." Anh định là kể em nghe về tập tình Bolero lần này đó chứ, nhưng chắc em cũng hiểu rồi nên cứ cười rồi đi. Mong em sẽ luôn vui trên thiên đàng, nhưng cũng đừng quên theo dõi bước chân của La Vi, gia đình và đừng quên những người đã luôn bên cạnh em như chị Ốc, Bảo Như, chị em My, bé Tiên, em trợ lý, vẫn luôn nhớ thương em nhiều. Một người khác từng được Mai Phương báo mộng là Huỳnh Lập, nam diễn viên đã bật khóc lúc dạng sáng vì mơ thấy đàn chị. Anh tiết lộ, chị xuất hiện là mình chạy đến ngay để được gặp lại chị nhưng mình không thấy rõ mặt có một vầng đen che mặt chị cố nhìn nhưng cũng không có rõ mặt rồi mình nắm tay chị bàn tay nhỏ nhắn mềm mại và lành lạnh rất chân thực chị nắm lại tay mình rồi nói chị về thăm em được là chị sẽ về liền mình xúc động hỏi chị chị hiện giờ sao rồi chị chị có muốn gì không chị chưa kịp trả lời là có cái gì đó lôi mình về là mình tỉnh dậy cả người không động đậy được cảm giác như bị điện giật toàn thân đơ và tê hết cả người mình niệm phật một lúc lâu mới bình thường trở lại nhưng mình biết chị vẫn còn lang thang ở đâu đó Lúc nơi này, lúc chỗ kia Không thể vào nhà được Có lẽ mình và chị hợp tuổi, hợp vía, hợp duyên Hy vọng được gặp lại chị trong mộng Để có thể giúp được chị những điều chị cần Thêm một câu chuyện về Mai Phương Từng gây xôn xao trên mạng xã hội Lần này người gặp cô chính là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân Hồng Vân cho biết Vài ngày sau khi đàn em mất Có người kể với cô về chuyện gặp cố diễn viên trong mơ Mai Phương khi đó khóc nức nở Nói mình không được vào nhà Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân liền nhờ nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh làm lễ hỏi rõ sự tình, xem Mai Phương đang ở đâu. Điều kỳ lạ, địa chỉ mà cô nói trùng với nơi lúc còn sống nữ diễn viên từng thuê ở một thời gian. Câu chuyện này khiến nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân dùng mình mỗi khi nhớ lại. Vi Oanh cũng từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bật mí việc nhìn thấy Mai Phương hiện về. Trong giấc mơ, nữ diễn viên rất dạng dỡ, gương mặt toát lên sự bình yên nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn bản tin trên cũng đã khép lại chương trình tin tức mới của chúng tôi cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất chính xác nhất đến từ kênh tin tức mới và quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm riêng của mình bên dưới phần bình luận còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại